Dakar Rally. Nếu các bạn đã biết đến giải đua địa hình khắc nghiệt Dakar Rally thì chắc chắn không thể không biết Hiroshi Matsuoka, người đã dành cả cuộc đời để đua cho hãng Mitsubishi, và chính ông là người đã khiến dòng xe Mitsubishi Pajero trở thành huyền thoại. Tổng cộng ông đã tham gia đua giải này 21 năm, từ lúc còn trẻ cho đến khi đã đứng tuổi, và hai lần liên tiếp ông lên đỉnh vinh quang vào năm 2002 và 2003, lúc đó ông đã 42 tuổi. Triton là dòng xe kế thừa DNA của dòng xe Pajero, là một dòng xe SUV rất đáng tự hào của Mitsubishi. Còn Triton là một dòng xe bán tải rất thuận lợi trong việc băng qua những chặng đường khó khăn hay ngay cả việc chở tải phía sau. Phần gầm của xe rất cao và có thể vượt qua những đoạn dốc hay là những đoạn trũng ở phía dưới. Ngoài ra thì chế độ giảm sóc của nó cũng rất là linh hoạt. Mặc dù là đường rất sóc nhưng mà ngồi trong xe thì không cảm thấy nhiều sự khó chịu. Thông qua việc đó thì ngay cả khi mà chúng ta dùng bánh lái vào vòng cua thì nó cũng dễ dàng hơn, cho nên có thể khẳng định đây là một dòng xe bán tải có thể chạy được tốt nhiều địa hình khác nhau. Như các bạn đã biết thì giải Dakar Rally là giải chạy hoàn toàn trên đường xấu với cự ly lên đến 10.000 km. Cung đường chạy dài kèm điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên phát sinh rất nhiều vấn đề trên đường đua. Còn khi bị gặp sự cố phát sinh thì chúng ta cố gắng nỗ lực sửa xe để có thể quay lại đường đua một cách nhanh nhất. Hãy lưu ý rằng tâm trạng lúc đó, sự cố sẽ khiến chúng ta rất là cuống. Thế cho nên vấn đề mà tinh thần của con người lúc đó thì sẽ được đòi hỏi rất là cao. Và để xử lý được những lỗi hay là những sự cố phát sinh của xe thì tôi đã dành 3 năm đi học ở Pháp để hiểu rõ hơn về máy móc trong xe. Khi hiểu hơn về cơ cấu của xe thì bạn sẽ cảm thấy trân trọng và đối xử với chiếc xe của mình tốt hơn rất nhiều. Thông qua việc đó cũng đã giúp tôi tránh được rất là nhiều sự cố của xe. Nhưng mà các bạn biết đó là chúng ta chạy trên sa mạc với tốc độ cao 200 km/h thì chỉ nhìn sai một chút thôi cũng sẽ đưa ra những xử lý không tốt. Đặc biệt là khi mà chúng ta gặp phải vật cản khiến chiếc xe bị văng thì rất có thể dẫn đến bị lật xe. Trong thực tế thì tôi cũng đã từng bị lật xe. Những lúc như vậy thì mình cảm thấy thực sự bực bội và nếu như mà xe hỏng nữa thì sẽ không thể nào mà chạy tiếp được. Đây cũng là một kỷ niệm khó quên đối với cá nhân tôi. Trước mỗi cuộc thi lớn thì tôi cũng hồi hộp và căng thẳng, nhưng mà mình đã dành dụng cả một thời gian dài để có một sự chuẩn bị tốt nhất trong một kỳ thi đấu đặc biệt. Mọi vấn đề để mà tạo ra một chiếc xe tốt, dễ lái, ngồi thoải mái và đi được với tốc độ nhanh. Kèm theo là một cái xe rất kiên cường, khó mà có thể bị hỏng. Để làm được những điều này thì cần sự hợp sức của cả một đội, chứ không riêng gì một tay đua. Mình thêm và thử rất là nhiều phụ kiện, phụ tùng khác nhau vào xe để chiếc xe được cải thiện tốt hơn. Điều quan trọng nhất ở đây, nó là xe đua. Điều quan trọng thứ hai là những người, hay có thể nói là một team, mà luôn hỗ trợ những người dẫn đường hay là những người lái xe như chúng tôi. Tính đoàn kết đồng đội, phối hợp ăn ý thì nó là một yếu tố rất là quan trọng. Ví dụ như khi mà xe của bạn vừa cán đích thì cả team bảo dưỡng, bảo trì họ phải phối hợp ăn ý và làm cho chiếc xe đấy trở lại như mới trước khi chúng ta chạy tiếp ở chặng sau. Và nhờ như thế thì chúng ta lại hoàn toàn có thể tự tin rằng mình có thể chạy hết sức, thể hiện hết sức mình. Vậy là có 3 nhân tố ở đây, đó là xe, cả đội kỹ thuật và người lái xe. Khi mà có sự kết hợp ăn ý của cả một đội đua, tôi tin sẽ tạo nên được một kết quả tốt và ngược lại, nếu như 3 yếu tố này mà không ăn khớp với nhau, thì khả năng mà chúng ta chiến thắng ở các đường đua là rất khó khăn. Để đạt được đến vô địch thì tôi phải mất tới 10 năm. Nếu mà chúng ta không có nhiều kinh nghiệm, không có nhiều trải nghiệm, thì chúng ta sẽ không thể nào chiến thắng và đạt được đỉnh cao nhất của trò chơi đua xe này. Còn khi chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn, gian khổ, khi mà tất cả kỹ năng của chúng ta nỗ lực bao lâu nay để mài giũa nó được nở hoa và chúng ta đạt được kết quả tuyệt vời nhất, chính giây phút đó là lúc mà tôi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc tột cùng. We'll be right back.
Cái khó của những cung đường đua off-road là khi mà chúng ta chạy ở tốc độ cao và làm tác động vào bụi, nó sẽ làm cho chúng ta không thấy được đường đi. Còn khi trời mưa thì đường sẽ rất là trơn trượt, tạo ra những vũng nước lớn. Nhưng mà ngay cả trong những tình huống bất ngờ nhất, không thể đoán trước được, thì chúng ta cũng cần cố gắng khắc phục một cách chính xác và trơn tru. Sau lần đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện và ngày càng trở thành một tay đua off-road giỏi. Hay là khi mà chúng ta bay lên, cũng như khi mà xe chúng ta trượt đi. Những lúc như vậy, để mà điều chỉnh được chính xác chiếc xe là rất khó. Để xử lý được những tình huống này, chúng ta chỉ có cách là ngày càng tích lũy nhiều kinh nghiệm và chúng ta luyện tập thật nhiều trên nhiều loại đường đua khác nhau. Qua việc đó, để cho kỹ năng lái xe của chúng ta ngày càng tốt hơn, thì đấy là những yếu tố rất cần thiết. Và điều tiếp theo là chúng ta phải hiểu được tính năng của xe, điểm mạnh của nó và tận dụng triệt để làm thế nào có thể kéo cái khả năng của chiếc xe ra xa được nhất có thể. Đây có thể nói là công việc của người lái xe. Có thể nói đây là một sự tương tác, hiểu nhau giữa xe và người lái. Và các bạn hãy càng ngày càng quen và tạo nên một mối quan hệ tốt với chính chiếc xe đua của mình. Tôi nghĩ sẽ có ngày càng nhiều bạn trẻ muốn trở thành tay đua chuyên nghiệp và tôi cũng nghĩ đây sẽ là một nghề khá hot trong tương lai tới. Để đến gần hơn với nghề đua xe chuyên nghiệp thì đầu tiên chúng ta hãy đừng ngần ngại và cố gắng tham gia càng nhiều đường đua, giải đua càng tốt để có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Và khi chúng ta có nhiều kinh nghiệm rồi thì chúng ta hãy bắt đầu tham dự những giải đua có tiếng, có tên tuổi để chúng ta lưu lại những cái kết quả thực tế như chiến thắng trong những giải đó. Đầu tiên, hãy cố gắng, đó là đoạt được giải vô địch trong nước, tiếp đến là vô địch châu Á và cuối cùng là tiến ra thế giới. Cũng là một tầm nhìn lớn mà chúng ta phải mơ tưởng trước được những tương lai như vậy và hướng đến mục tiêu đó thì chúng ta hãy từng bước một để đi.